Alo, chào các bạn, mình là Du. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm mấy game hỏi trôn á. Thì ở lần trước mình có hướng dẫn các bạn là tạo ra câu hỏi ngẫu nhiên rồi đúng không? Thì ở phần này mình xin các bạn là hiển thị kéo anh rồi nhá. Ok, thì trước vào video thì bạn có thể nói nào nói ra là đại khái là các bạn có thể vào kênh của mình đến đăng ký và nhấn cái đăng ký thôi, mình chỉ cần xin các nhấn đăng ký thôi, không cần nhiều đâu, thôi quảng cáo thế đủ rồi, ok chưa? Đấy, thì ngoài ra cái con game hỏi trôn này ra thì các bạn có thể vào trong kênh của mình làm có rất nhiều cái video hướng dẫn làm game khác bằng Android Studio. Đấy, nếu các bạn thấy ủng hộ mình thì các bạn hãy nhấn đăng ký và nhấn like, ok? Đấy, có rất nhiều video nhá. Đây là game ai triệu phú này, đây là cái app lý tiệm cắt tóc, đây là cái app bạc tranh, đây là game 2048, đủ các thứ, ok chưa? Nếu các bạn mà muốn hay, nếu các bạn có ý tưởng mà muốn làm một cái app nào đấy bằng Android Studio mà vẫn chưa có cái làm ấy, các bạn có thể comment bên dưới, hoặc là comment bên dưới để thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Hai là các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua cái đường link Facebook mà mình cũng để bên dưới video đó. Đây, đấy, qua đường link Facebook này, ok chưa? Đấy rồi, hoặc là các bạn có thể muốn học hỏi nhiều hơn về thằng Android Studio ấy, hay về kiến thức về lập trình á, bởi vì sắp tới mình cũng muốn làm nhiều cái video về lập trình không chỉ bằng Android Studio mà còn nhiều ngôn ngữ khác, ok chưa? Thì các bạn ghé thăm cái trang web của mình. Đó, đây trang web của mình đây. Ok, có khá khá. Mới làm thôi nên nó hơi ít. Đó, khoảng tầm hơn chục bài viết gì đấy. Ok, bắt đầu nè. Rồi, thì đầu lần trước mình đã tạo ra được cái class drawing rồi đúng không? Nhưng mình chưa sử dụng. Thì bây giờ nhá, thì đầu tiên này, muốn hiển thị được cái drawing này đấy. À, đâu nhỉ? Mình một kẹo nhá. À, không phải thằng nào nhỉ? À, cái ảnh mình để đâu rồi? Các chờ mình tìm kẹo nhá. Ok, đấy rồi, mình để trên Google đấy và đây là mình để xem tìm cái màn hình ở đâu nhá, các bạn xem nhá. Đấy, cái file mình thiết kế đấy, xếp hạng Nguyễn Văn 1, Nguyễn Văn 2, Nguyễn Văn 3, Nguyễn Văn 4 đấy, ok. Thì là mình sẽ dẫn các bạn là hiển thị item này. Bắt đầu này, thì bây giờ mình sẽ thiết kế item này trước nhé. Mình sẽ vào trong file layout của mình đấy, thứ nhất mình sẽ tạo ra file item rank item rank, ok. Rồi sang bên text nha. Rồi, đây sẽ cho thành hai nha. Rồi. Rồi. Ngoài mình sẽ để cho nó một cái là Reality Meow nữa. Reality Meow nữa. Độ dài thì là mắt parent là cạn độ ngang. Hai mình cho nó tầm khoảng tầm 70 dpi. Ok. Rồi. Tiếp đến nữa này. Thì như các bạn thấy là mình đã có một cái thằng hình tròn đúng không? Hình tròn và có cái số 1. Thì vào trong drawable nhá. Vào trong drawable thì lần trước mình có hướng dẫn các bạn làm cái PG trắng đen. Rồi mình sẽ copy thằng này. Mình copy này. Mình paste đây. Mình sẽ sửa thành PG tròn trắng đen. Tròn trắng đen. Đó. Ok. Và trong này mình sẽ sửa lại cái radio của mình thành 30 dpi, à thành 25 dpi đấy, 25 không phải 250 đấy, ok. Rồi sang bên cái item mình nhá, thì ở đây mình sẽ cho nó một cái tag view con độ dài là 50 dpi, 60 dpi. Ok chưa? Mình sẽ cho nó cái background là cái chính là cái background vừa mình mới tạo á. Là bây giờ tròn trắng đen.
rồi sống ạ. Ui 60 to thế, 50 thôi, hình như 50 vẫn to. 50 ok, thằng này graffiti mình cho nó là xem chờ. Tech mình thì để thử là một đi, tech color chắc chắn là màu đen rồi. Thằng không 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 tech size để là 18 ft. Tiếp đến nữa là tech phong femini, phong femini là cái phong a của mình rồi. Nó cứ bị hơi lệch lệch thôi, mình giảm là ngày thành còn 16, nhìn cho nó căn được ra giữa cho nó đẹp. Và cái bg tròn trắng đen này cái chốc của nó mình để là một thôi, chắc đủ rồi, một thôi cho nó cân. Rồi tiếp đến nữa nhá, mình muốn nó căn ra giữa một tí và cách cái nè bên trái một tí đúng không. Thì bên này ra mình sẽ cho nó một cái margin nét tầm 10 dp. Tiếp đến nữa là muốn nó căn giữa, căn ra giữa theo chiều dọc á, thì mình sẽ dùng center horizontal bằng chu. Oh chết, sorry, center vertical chu đó. Rồi rồi mình đã có cái số hiển thị cái thứ tự của người chơi, của người kiểu sử dụng xếp hạng á. Tiếp đến nữa thì các bạn copy cái này cho mình, paste xuống dưới này, được chưa? Sửa lại một kẹo là xong. Thứ nhất này là thằng này không, thằng này thì cái ngày width của nó em sẽ để là mắc lên, cái hơi thì mình sẽ để là 70 dB, 70 dB. Và cái background của nó sẽ để là bg trắng đen, trắng đen đấy. Rồi nhưng như các bạn đã thấy thì là cái thằng này, cái này đúng là text nó lệch về bên này đúng chưa. Thì mình sẽ xem cái thằng graffiti của thằng này, mình không để là center nữa, mình là center vertical và cho nó một cái padding tầm padding tính sau, padding để sau. Bây giờ mình phải căn cái background nhìn cho nó giống giống đẹp đẹp á, đúng chưa. Các bạn để ý nè, đó đây, các bạn để ý nè, cái thằng này đã cách nè 10 dp rồi và muốn cái viền này nó ở giữa thì cái thằng cách view này có phải là nó sẽ phải cách cái nè bằng lửa cái width của thằng này không, mà width thằng này 50 thì có nghĩa là nó sẽ margin nét 10 cộng với 50 chia 2 là bằng 25 là 35. Yeah. Đó, ok chưa. Và tiếp đến nữa nha, cái chữ của cái thằng tech view này nó đang bị che bởi thằng này đúng không, thì mình phải cho nó ra ngoài ngoài này, khoảng cách từ chỗ này này đến cái điểm này có phải bằng một nửa width của thằng này không, là 25 đúng không. Thì ở đây mình sẽ cho margin net cho nó một cái padding net là 25 dp, nhưng vẫn chưa đẹp đúng không. Thì đây cho nó cắn thêm 30 dp, thành 30 dp, padding net 30 dp, và cho nó cái text size thành 18 ft. Ok xong rồi đấy, 18 ft rồi này. Thực ra nó chưa loa lại đâu, để mình gõ cho các bạn xem. 18 ft nó loa lại chưa, chưa đúng không, chưa, bắt nó loa lại rồi. Đấy nhìn nó còn ổn ổn rồi, có 18 ft, 16 ft nhìn nhau à. Thôi ông này cho 14 thôi. Đấy rồi tiếp đến nữa nhá, mình sẽ cho thằng này tăng lên thằng này thành 80 dp. Đấy 80 dp, và mình cho nó một cái phát đi 5 dp á. Đấy cho nó căn nè tất tần tật ở cả trên dưới top nét các thứ các thứ. Rồi sau khi đấy xong thì mình sẽ vào trong này nhá,
Mình tạo ra một cái package mới tên là adapter, adapter enter này đấy, xong vào trong này mình sẽ tạo ra cho nó một cái Java class tên là run adapter, để có nghĩa mình sẽ có một cái nick, cái danh sách người chơi á, danh sách người chơi là top á, và mình cần đổ lên trên màn hình thì bắt buộc mình dùng cái thằng adapter đấy. Rồi thì trong thằng adapter á, mình sẽ tạo ra một cái Java class là run adapter, mình cho nó kế thừa thằng array adapter đấy, array adapter kế thừa truyền một kiểu cho nó là kiểu run. Ok, rồi nó sẽ bắt mình đi đè lại cái constructor của nó. Các bạn chọn cái constructor 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. 5. 5. Đấy. Các bạn để ý có cái thằng nít range này là được à. Ở trong này mình sẽ tạo cho nó một cái biến là biến context. Text. Ok. Và một cái array nít. Array nit tên là rank, cái kiểu rank tên là arr đấy. Rồi vào trong này mình sẽ gọi zip chấm contact bằng thằng contact của mình này đấy. Xem tiếp đến nữa là thằng zip chấm arr bằng new contact array nit và truyền vào cái object của mình. Ok chưa? Chấm phải. Tiếp đến mình sẽ ghi đè lại cái hàm with view, get view của nó. Ok. Ở trong này nhá, trong này thì mình sẽ kiểm tra này. Nếu như cái con và view truyền vào, cái con và view là gì? Nó chính là mỗi cái thằng view hiển thị ở trên cái thằng này cho bạn này. Đó, thấy chưa? Đấy, hôm nay nó là thế. Thì cái con vật view này mình check nha, nếu như nó bằng bằng luôn ở đây mình sẽ tiến hành mình xét cho nó hiểu là cái mỗi một cái item ở trên màn hình này, ở trên cái nít view này chính là cái file item mà mình vừa thiết kế là item rank nhá. Đấy, rồi vào trong này bây giờ mình sẽ tạo ra một cái layout interface này, out Inflate đấy, Inflate bằng layout Inflate con, mình gọi cái biến context mình ra chấm get system service đấy, và truyền vào cho nó là cái layout inter service này. Đây các bạn nhìn chưa, đấy đây chính là này, enter đấy, chấm phải. Rồi sau đấy nhá thì mình gọi cái con tích của mình ra này bằng inflate. Rồi tiếp đến nữa nhá là mình sẽ truyền vào cho nó, thứ nhất là cái r.layout. Gọi ra cái item rank của mình để nó biết là cái con tích view này chính là cái item rank ấy, cái item rank mình thiết kế. Và tiếp theo các bạn truyền vào năm cho mình nun ấy, nun đấy, ok. Và đây các bạn return cái con tích con vật view của mình đó, xong. Nhưng mà thế này nó mới hiểu ấy là cái item rank này chính là cái cần hiển thị thôi. Bây giờ mình sẽ chạy các bạn xem nhé để các bạn hiểu được. Ok chưa? Rồi nhá, quan trọng là các bạn phải hiểu được đấy, thì mới làm ấy chứ đấy, mai kia đi làm một công ty nào đấy thì các bạn hiểu thì các bạn dễ làm hơn đấy. Vào trong này đầu tiên cái thằng give view, các bạn vào cái file activity ấy, màn hình chính ấy, bạn đặt id cho cái thằng give view này đấy, cdv rank. Rồi như thiết kế lần trước nha, thì mình có hướng dẫn các bạn là tất cả cái gì liên quan đến view ấy
hiển thị ấy, sẽ để trong cái file view Java của mình đúng không? Git view đây này. Mình sẽ tạo ra cho nó một cái thằng git view trong này. Tiếp đến nữa là cái thằng ánh xạ. Ok. Đây là thằng này. Đang kích vào cái dòng này nhá. Ta nhấn Ctrl D. Sau đó các bạn copy cái thằng git view này. Bạn hay thì paste vào đây. Paste vào đây. Đấy, thế là được. Rồi sau đấy nhá. Sẽ tạo ra cho một cái hàm public void hiện nít rank, hiện nít rank nghe kiểu bởi rank trong liên minh nhỉ. Mình sẽ truyền vào cho nó một cái array nít kiểu array này là sẽ là rank 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 đâu rồi, đây rank đây, đặt tên này arr đấy. Rồi thì mình gọi cái thằng git view của mình ra, git view rank này chấm test adapter new một cái, chính là cái adapter mà mình vừa mới tạo á, chính là thằng rank adapter à. Đó. New rank adapter đây, đây rồi, id rồi, enter. Thì thằng này cần truyền vào ba cái nhá, thứ nhất là context, thứ hai là cái resource, thứ ba là cái object. Thì cái context thì các bạn truyền vào m cho mình đấy, chính là cái biến main activity của mình á. Tiếp theo các bạn truyền vào không à. Đấy, tiếp theo là ARR, chính là cái ARR rank của mình. Xong đúng không? Nghe có vẻ là dễ nhỉ. Rồi nhá. Bây giờ mình đã có cái git view, đã có cái hàm đổ thông tin lên git view. Thì bây giờ mình cần tạo data để đổ cho nó đúng không? Thì các bạn sang bên model nhá. Đấy. Ở đây mình có cái ARR rank rồi này. Đấy. Thì trong fetch data copy nha, mình copy này, nhà new lên, đấy, rồi new lên xong mình sẽ chạy why khi nào mà cái ARR rank của mình ấy, mà cái size là cái số lượng ra item trong cái ARR nít ấy mà vẫn còn nhỏ hơn 10 thì nó sẽ tiến hành làm cái gì đấy, đúng chưa? Nhớ tiến hành làm gì? Nó sẽ tiến hành add, các bạn new Ctrl khác new rank. Ok, thì trong cái thằng new rank của mình có tạo ra constructor truyền vào tên và cái id đúng không? Thì đây mình sẽ truyền vào tên này, đây các bạn nhìn này, một cái thằng rank này có hai constructor, một constructor mặc định và một constructor chuyển tham số. Mình nên đẹp trai cộng với lại một cái số index cộng với lại arrank.size. Đấy, tiếp đến nữa là cái id mình cũng đặt là một chuỗi cộng với cái thằng arrank.size đấy, chẳng phải này. Đấy, thế là mình đã có cái fetch data xong này rồi. Rồi, sau đó sang bên main activity nhá. Rồi, ở trong hàm setup mình có gọi cái hàm hiển thị thông câu hỏi ngẫu nhiên đúng không? Thì ở đây mình sẽ gọi tiếp một cái view chấm hiển thị rank và truyền vào cái nít rank của mình, nít rank của mình đâu. Lấy, mình sẽ lấy ra từ model chấm get arr rank. Thấy không? Đấy. Code theo kiểu MVC thì nó rất là easy luôn đấy, kiểu nó dễ hiểu vãi luôn đấy. Đấy, bây giờ mình bấm lại chạy cho các bạn xem nhá. À, chuẩn bị nét hình. Ui nâu thế. Rồi, các bạn nhìn nha. Đấy, cái nít danh của mình thứ nhất á. Thứ nhất là cái thằng này đang bị che là đang rất xấu đúng không? Và thứ hai các bạn nhìn này, cái thằng rank nào cũng 1111111 rồi. Mặc dù rõ ràng là ở trên bên model, cái bên model của mình ấy, mình đã set cái ID của nó khác không? Tên của nó ra cũng phải cộng với cái số sai đúng không? Nha. Thì bây giờ nhá.
Đấy là lý do mình muốn cho các bạn xem là nó cái thằng con và view này nó đã hiểu là nó lấy sẽ phải lấy cái item rank để hiển thị, nhưng mà cái item rank này chưa được đổ data vào đúng không? Giờ nhá, mình sẽ tiến hành đổ data cho item rank. Đấy, vào trong này nhá, mình đổ cái từng cái một này. Đầu tiên thằng này sẽ đặt cho ID cho cái thằng index này. Đấy, txv TXP à, rank ID hả? Đấy. Cả copy này vào trong này nhá. Đầu tiên mình phải kiểm tra trước xem cái array của mình nhé, chấm size có lớn hay không không? Có nghĩa có dữ liệu nó mới tiến hành đổ đúng không? Đây mình sẽ tạo ra một cái text view. Mình đặt là TXP rank ID bằng convert view chấm in view by id r.id txv rank id enter rồi xong. Có nghĩa bước này là sao? Bước này là giống kiểu ánh xạ, nó sẽ hiểu trong cái item rank này nó có một cái text view có cái id này, nó chính là thằng này. Và bây giờ công việc của mình á, tiên là mình sẽ lấy ra cái thằng rank ở trong cái ArrayNit của mình đã, chấm get này, chuyển vào cái position của nó này, chấm phẩy này, rồi và mình gọi cái txt rank id của mình chấm setText bằng r chấm get id, ok chưa? Rồi như các bạn nhìn thấy cái thằng này đang bị kiểu bị che mất bởi cái nút rank không? Rồi nhá, làm bên mấy gì đơn giản không? Còn nếu các bạn để ý một chút này, thằng rank này nó đang bị che mất một cái khoảng bằng một lửa cái chiều hay của thằng này đúng không, của cái thằng button này đúng không? Thì button này của mình cái hay của nó là 40, nên là mình sẽ cho cái thằng này, cho cái thằng margin top 20 DP. Đó, thì 20 nhìn nó vẫn xấu, mình sẽ để cho khoảng 23 DP. Đó, ok chưa? Rồi chạy lại nhá. Cho bạn xem được cái gì rồi này. Xong mình sẽ làm tiếp. Rồi, các bạn nhìn chưa? Các cái số bên này nó thay đổi không? Đầu tiên là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng chưa? Đấy. Thì bây giờ đến tiếp bên nữa thì đơn giản thôi. Mình có cái thằng tên đây. Mình sẽ đặt ID cho nó. ID txt rank tên chẳng hạn. Đấy. Copy này vào trong rank after này. Các bạn nhấn Ctrl D cho mình nhá. Đấy, nó sẽ tự copy cái dòng này cho mình. Công việc của mình là paste cái ID mà mình copy rồi. Và dưới này mình sẽ gọi nó ra. Mình gọi cái hàm setText của thằng TextView ra này. Mình set cho nó là r.get tên. Ok. Chạy lại này. Đó, thấy chưa? Du đẹp trai không, du đẹp trai 1, du đẹp trai 2, du đẹp trai 3, du đẹp 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, ok. Đấy, đấy đại khái nó cũng khá đẹp rồi. Nó lại khá là giống hệt trong cái file thiết kế mình viết rồi. Được chưa? Đấy. Thì ở video này thì mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn thôi. Ở video tiếp theo á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái data. Bây giờ mình đang là fetch data đúng không? Fetch data cả hai thằng này, câu hỏi này. Như này. Thì lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là dùng thằng Sam nhá. Mình dùng thằng Sam nhá. Tạo ra một cái API gọi là online á, kiểu kiểu một cái dữ liệu online ấy, từ server trả về, sau đó mình sẽ lấy và mình đổ vào trong này, đổ lên hiển thị lên trên này, ok chưa? Rồi, video mình cũng dài lắm rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích nhá, thì nhớ like share nhiều vào, cái nút like đây này, không like đấy, còn nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Rồi.
Video mình xin được dừng lại ở đây. Chúc bạn học trên vui vẻ ạ.